Xin chào anh chị nha. Bữa nay em có mặt tại sân quê B của thị xã Gò Công. Em sẽ giới thiệu đến cho anh chị 4 lô đất với 2 căn nhà kiểu mới toang luôn nha anh chị, kiểu của Nhật luôn nha. Đó, bây giờ em quay những cái view cho anh chị coi đi. Ở đây nè, điện, nước, toàn bộ cơ sở hạ tầng đều có đầy đủ luôn nha anh chị. Cống thoát nước có luôn, điện thì năng lượng mặt trời có luôn nè anh chị. Đó, anh chị thấy không, rất là đẹp luôn. Ở đây cơ sở hạ tầng nó đã có đầy đủ rồi, cột mốc nè, ống cống nè, điện nè, năng lượng mặt trời. Quan trọng nhất là khu vực này á, chuyên về các nhà kiểu bên Nhật luôn nha anh chị, rất là đẹp luôn. Một chút xíu á, em sẽ dẫn anh chị vô căn nhà đó, quay một vòng ở trong căn nhà đó cho anh chị xem nha. Ở căn nhà đó thì nói chung là người ta mới xây xong, mới hoàn thiện xong nhưng mà chưa có dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà vô trỏng để em quay sơ sơ những cái kiểu cho anh chị xem rất là đẹp luôn đó. Ở đây em muốn giới thiệu trước cho anh chị là 4 lô đất trước đi. Lô này là thứ nhất nè anh chị, lô thứ nhất qua đây em, qua đây nè, lô thứ nhất này, xong lô thứ hai bên đây nè, thẳng qua bên kia luôn, để em chỉ cho anh chị dễ hình dung từ từ. Lô này lô thứ nhất nha anh chị, từ góc bên đây nè, từ góc này nha, đi qua đây là một lô đó, qua đây một lô nè, rồi em cứ đi theo anh, tùy theo lô lớn nhỏ, tùy theo giá tiền nha anh chị, chứ không phải lô nào cũng giống nhau nha. Rồi đó, tới cái mốc chỗ này, tới cái mốc này là tới đây. Rồi xong qua đây là một lô. Đó, qua đây là một lô. Rồi xong em qua kia đi, em qua kia đi, em đứng tới bên đây là một lô nè, hai lô, nói chung là hai lô đối diện đó. Em qua kia đi, em quay anh. Bên đây là lô thứ hai nha anh chị. Lô thứ hai rồi xong em giới thiệu đến cho anh chị, rồi xong em giới thiệu từng lô từng giá tiền. Ông thì giá tiền hơi nhiều một chút xíu. Cái lô nào nhỏ thì cái giá tiền hơi nhỏ chút xíu nha anh chị. Thì cái lô em đứng là cái lô thứ hai, đối diện cái lô kia em mới vừa giới thiệu. Thì con đường này cơ sở hạ tầng rất là đầy đủ rồi, điện nước, anh chị thấy đường cống thoát nước không? Đây nè, cống thoát nước mình có luôn rồi. Đó. Một chút xíu á, cái em sẽ chỉ anh chị cái đường ống vô nước luôn để cho anh chị biết. Đây là căn nhà của chủ muốn bán cho anh chị đây nè. Căn nhà này nữa nha anh chị. Căn nhà này thì mới hoàn thiện thôi. Căn nhà này toàn bộ là xây kiểu Nhật luôn, lấy cái mẫu của Nhật đem về luôn nha anh chị. Đi vô. Căn nhà này thì toàn bộ mới 100%. Đó, chị thấy không, kiểu rất là đẹp luôn. Giờ mình vô nhà nha. Thì căn nhà này á, đang trên quá trình hoàn thiện, còn máy, còn móc đồ còn để đây nè anh chị. Đó, thấy không? Vô em. Điện đồ, điện có đầy đủ hết nè anh chị. Để em bóc đèn lên. Nhà đẹp không? Chủ quyền nhà, toàn bộ thổ cư với luôn căn nhà luôn, chủ bán với giá là 1 tỷ 150 triệu nha, rất là rẻ luôn nha anh chị. Đó, đặc biệt là ở đây đã có chủ quyền nhà rồi nha, giấy phép xây dựng có đàng hoàng, không thiếu cái gì hết. Rồi để em bắt hết đèn đi, rồi em giới thiệu tổng quát cho anh chị xem. Nhà rất là đẹp luôn anh chị. Đó, ở khu vực thị xã Gò Công mình chưa có căn nhà nào mà giống kiến trúc này luôn nha anh chị. Thiết kế này rất là đẹp. Thì căn nhà này có 2 phòng ngủ, 1 toilet nha anh chị, 1 cái ban công phía sau, 1 cái sân trước, với có một cái
chỗ nấu ăn nè, thì thiết kế khá là độc đáo luôn anh chị. Đó, ở trên trần thì trần thạch cao hết luôn anh chị, trần thạch cao hết, toàn bộ mới 100%. Bên hông mình có cửa nè anh chị, bên hông mình thì chủ thiết kế cửa gỗ để mình lấy gió với lấy ánh sáng nha anh chị, lấy gió trời đó. Cái này là nhôm giả gỗ, nhôm giả gỗ chứ không phải là gỗ nha anh chị. Có đặc biệt căn nhà này anh chị thiết kế rất là hiện đại, anh chị khỏi cần bật đèn luôn cũng lấy ánh sáng rất là sáng luôn nha anh chị. Đó, xung quanh đây toàn là ánh sáng không, chỉ anh chị chưa mở cửa là ánh sáng, ánh sáng là sáng hết nhà luôn đó. Thì ngoài trước của mình, ngoài trước của mình có một cái sân, một cái sân rất là rộng luôn nè. Thì theo dự kiến của người người bán á, xây cái loại nhà giống khu vực này nè, giống loại nhà thứ này nè, người ta xây toàn bộ luôn, người ta xây toàn bộ nhà giống như vậy luôn á anh chị. Ở bên kia cũng là có một cái căn nữa, em view qua bên kia cho anh chị coi đi. Cái căn bên kia có một lầu nha anh chị. Chút xíu các em qua bên bển em quay cái kia cho anh chị xem luôn. Ở đây đặc biệt á, có cái ghế, có ghế buổi chiều để mình ra mình hóng mát nha anh chị. Đó, chủ bán cái nhà này 1 tỷ 150 triệu, bán cái lô đất, hai lô đất hồi nãy em quay đó anh chị, để mà em bấm lên, một lô thì 480 triệu, bề ngang 7,5 m, bề dài 16 m, là một lô 480 triệu. Lô thứ hai 6 m, dài 19 m, 520 triệu. Lô thứ ba 7,5 m, dài 16 m, 520 triệu. Lô thứ tư 7 m, dài 21 m, 620 triệu nha anh chị. Ở đây gió hơi nhiều anh chị, ở đây rất là gió rất là mát luôn đó. Ở đây thì chủ kêu bán 4 lô với 2 căn nhà. Rồi, xong chưa? Đây là căn nhà thứ hai em muốn giới thiệu đến cho anh chị. Căn nhà này thì bự hơn, rộng hơn và có một cái lầu ở trên đó anh chị. Nhà kiểu 100% của Nhật luôn nha anh chị. Thiết kế của Nhật hết. Ở thị xã Gò Công này, kiểu này là mới về lần đầu tiên luôn nha anh chị, rất là đẹp luôn. Ở trên có một cái gác nữa cả anh chị, xem như cái lầu đó. Ở ngoài trước mình thì có một cái sân diện tích cỡ tầm 10 mấy 20 m đó anh chị, có trồng một cây sứ. Thì căn nhà này á thì người ta đã chưa hoàn thiện xong, mới hoàn thiện chỉ được 70% thôi. Đây nè anh chị, đây là cơ sở hạ tầng điện nước vô nè anh chị. Ống nước đầu vô đầy đủ hết rồi nè, chị khỏi lo nha. Nước, máy, điện, năng lượng mặt trời, nhà thì các kiểu hiện đại. Khu vực này á anh chị về ở là khỏi lo thiếu gì luôn nha. Ở đây thì rất là gần trung tâm thị xã Gò Công, anh chị chạy chạy xe cả tầm 5 tới 7 phút là tới giáp ranh thị xã Gò Công mình rồi. Vô tới trỏng thì bánh quá xanh, điện máy xanh, thế giới di động, ngân hàng. Nói chung là bán kính 1 km, 2 km là có đầy đủ luôn đó anh chị. Anh chị mua thì ở đây rất là thoải mái. Tại vì ở đây mình hưởng không khí rất là sạch sẽ nè. Nhưng mà mình bước vô một cái là tới trung tâm đầy đủ tiện nghi. Thì cái không khí ở đây rất là thoải mái luôn. Chủ kêu bán căn nhà này 1 tỷ 550 triệu nha anh chị. Còn những cái lô đất á, 4 lô đất kia thì có giá là 480 triệu nè, 520 triệu nè, 620 triệu. Tùy theo diện tích lớn nhỏ nha anh chị. Toàn bộ đất ở đây full thổ cư hết. Anh chị về mua là xây cất thoải mái luôn.
có giấy hoàn công chủ quyền nhà đầy đủ, không thiếu gì luôn anh chị, về cứ việc là xây cắt lên thôi. Khu vực này á chủ đã xin giấy phép hết rồi, nên bao anh chị về xây cắt nha. Thì cái diện tích ở đây á, để em coi cái diện tích lớn nhất á là bao nhiêu. Cái diện tích lớn nhất á là 7,5m 21, bề ngang 7,5m, bề dài 21m nha anh chị. Còn cái diện tích nhỏ nhất 6m, dài 19,50, là có nghĩa là 520 triệu cái lô đó. Còn cái lô 480 triệu á 7,5m, dài 16m là 480 triệu nha anh chị. Đó thì tùy theo cái mức độ của cái lô đất lớn hay nhỏ. Thì bây giờ á em xin kết thúc cái video. Thì anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em trên màn hình, rồi em sẽ dẫn anh chị đi xem nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.